chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 756 0964 Hoàng Trần Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với phần tin tức nội bật vào chiều thứ hai hôm nay và anh Đinh Xuân Quân thường phụ trách vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hôm nay nghỉ một ngày và chúng tôi hứa với quý vị vào tuần rồi vào ngày thứ năm làm việc với anh Vũ Trung đó kể sơ qua về chuyến đi ngắn ngày thôi từ Washington DC thế nhưng chúng tôi lái xe từ thủ đô DC để đến New York lần đầu tiên trong cuộc đời và thú vị lắm quý vị ơi à, phải nói là một cái sự mạo hiểm bởi vì ai cũng khuyến cáo đó, lái xe ở DC thì không sao hết, giống như mình lái ở quận Cam thôi. Nhưng mà chớ nên đến New York mà lái xe. Có nhiều cái lý do lắm, vào trong trung tâm New York á, lái xe thì nhức đầu vô cùng. Bởi vì họ nói, ô, tài xế New York lái xe ẩu lắm, họ có thể... Quý vị mà hơi chậm một chút xíu là họ chen 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 vào và rượt nhau như là cướp vậy đó nhấn kèn in ỏi hết cả. Thế nhưng thực tế nó không phải như thế, cho nên mình làm gì thì làm. Lẽ đương nhiên có những cái khuyến cáo mình nên theo dõi. Thứ hai nữa đó đậu xe ở New York thì đừng có hồng mà tìm chỗ đậu xe, khó vô cùng. Thực ra chúng tôi có mặt ở New York nó cũng tìm thấy được một vài chỗ đậu xe, nhưng mà à, đi trên đường thấy là thế thôi. Nhưng mà đến khi phiên mình mình đi vào bên trong rồi thì làm gì mà có chỗ đậu xe? Đậu xe rất là đắt, mà nó đắt theo tùy từng khu một. Thì chúng tôi, uh, uh, nếu quý vị thực sự, nếu đến Washington rồi đó, Washington DC rồi. Thực ra chúng tôi đề nghị quý vị nên lái xe đi luôn New York. Tức là mình làm một chuyến nghỉ một tuần lễ hoặc là ít nhất 5 đêm như chúng tôi đã thực hiện cùng với gia đình. Và lý do mà chúng tôi chọn lái xe bởi vì trong đoàn người, trong nhóm của chúng tôi có tới 6 người lận. Và đó là có dẫn đến những cái chi tiết tại sao uh, Có hai đứa em nó từ Việt Nam sang chơi Và chúng tôi nhân cơ hội này uh, Hai em muốn thăm bà cô Chúng tôi có bà cô ở trên DC nữa Và bà cô có bà bác trên đó luôn Cho nên uh, nhất định là phải ghé DC để thăm cô bác Nhưng mà rồi Mấy đứa nó, nó sang đây Mà từ DC New York Có 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi lái xe thôi Tròm chèm là 5 tiếng thì tại sao không? Mình đến quận Cam này phần lớn là mình đã đi Vegas cũng 4-5 tiếng rồi. Cho nên đó là lý do. Với lại một phần đó, nếu đi từ DC mà lên New York bằng xe lửa đó, cái tiền xe lửa không thôi, chưa kể là có thể rủi ro, có cái chuyện delay vân vân nữa. Mới tiền xe lửa không thôi đó, 6 người cũng tròm chèm 80 đồng hay 85 đồng gì đó một người rồi. Cho nên 6 người mất cũng khoảng 600 đô la mà mới chỉ có từ DC tới New York thôi. Chưa kể đó là đến DC mà không có xe thì một cái điều vô cùng đáng tiếc. vâng Cho nên đến DC quý vị phải mướn xe để lái. Còn nếu có người thân, có bạn bè nó chở đi thì khỏi nói rồi. ngày xưa chúng tôi đến DC cho đến bây giờ cũng 4-5 lần rồi đó thưa quý vị. DC 4-5 lần và vẫn thấy chưa đủ. Cho nên nếu có dịp quý vị ở lại DC vài ngày để được dịp đi hết. Còn người thân của mình họ không có chở mình đi thì mình nên lái xe, mướn xe cũng dễ lắm. Rồi tất cả như quý vị nhìn thấy đó. Tất cả dựa vào Google Maps hết. Quý vị có ai có Apple thì có Apple Maps. rất là dễ dàng di chuyển, họ hướng dẫn. Cái cái map nó hướng dẫn đi. Thì sau khi ở lại DC rồi thì mướn xe. Ô oh chúng tôi cũng hướng dẫn để quý vị có thể mướn xe rất là rẻ. À, chúng tôi mướn một chiếc xe Toyota Sienna. Cũng may mắn tìm được chiếc xe đời 2024 mới tinh xương. Và cái giá đó đâu khoảng chỉ có đúng 100 đồng một ngày. Yeah, không ai tưởng được. Thường là cái giá khoảng 189 tới 200 mấy nếu quý vị lấy xe ở airport. À, nhưng mà lên trên trang mạng turo à, turo nó giống như airbnb mà dành cho lái xe vậy tức là có những người họ dư xe thì họ để cái xe đó họ cho mướn thì vào đây quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều chiếc xe giá rất là rẻ thêm nữa đó họ sẵn lòng gửi chiếc xe đó tại phi trường để quý vị pick up cho nên chúng tôi vừa đáp xuống phi trường bất kể mấy giờ luôn luôn họ để chiếc xe ở phi trường quý vị đi bộ ra ngay cái bãi đậu xe rất là tiện lợi ở Dallas à, phi trường Dallas thôi còn các phi trường khác chúng tôi không biết nhưng mà riêng với Dallas ai cũng đề nghị nên tới Dallas hết cả thì khi Dallas quý vị rời khỏi phi trường dễ vô cùng đi bộ qua bên kia là bãi đậu xe pick up cái xe bắt đầu lái đi trời thì một trong những cái địa danh mà chúng tôi đề nghị đó ở tất cả Washington DC quý vị nên đi sớm đừng có đi trễ không đậu xe được à, Chúng tôi không có à, muốn đậu xe thì chúng tôi lái vòng vòng bởi vì ở lại DC không có bao lâu cả cho nên chỉ tới thăm những cái địa điểm quan trọng thôi và đó là lý do tại sao quý vị cần có xe đến thăm các tượng đài đó quý vị nên đi sớm, riêng với Lincoln Memorial đó phải đi sớm vào sáng sớm sáng sớm lúc đó chúng tôi đến đây là 6 giờ một là sáng sớm hai là tối khi đèn đường đưa lên thì cả một cái đài tưởng niệm của Abraham Lincoln nó nó có đèn rất là đẹp đây là khi mà buổi tối chập tối cho nên quý vị đến thăm tượng đài Lincoln bật đến thăm tượng đài Lincoln quý vị nhìn ra đó đứng ở đây nè nhìn thẳng thì thấy cái cây đèn cày à, cái, cái bút trì, người dân DC gọi đó là bút trì, đó là National Monument tượng đài của cả quốc gia ở đó và đi đến đây rồi đó quý vị đến đây rồi thì đi một vòng tất cả các nơi quý vị sẽ nhìn thấy à, thêm nữa từ Washington DC quý vị nên lái có đâu khoảng 20 phút thôi là đến Mount Vernon căn nhà của cố tổng thống đầu tiên của nước mỹ George Washington chúng tôi trong tuần rồi đó à, có kể qua lái xe từ Washington DC để đến vernon này đó qua một các con đường tuyệt vời đẹp lắm cái con đường nó lãng mạn quý vị lái xong quý vị dừng lại ngồi xuống bên hồ không thôi là đủ tiền đủ tiền lãi <laughs> không cần phải đi vào bên trong, đi vào bên trong cái căn nhà của ông George Washington, quý vị phải trả tới 28 đồng, nhưng mà ít nhất quý vị sẽ thấy những cái cảnh tượng đẹp, cũng như đi vào bên trong để tìm hiểu xem cái vị tổng thống đầu tiên à, trải qua cái cuộc đời của ông tại căn nhà riêng, rồi à, Quốc hội đã thông qua à, những cái à, luật để xây dựng con đường dẫn tới nhà của ông Washington như thế nào, xứng đáng vô cùng. Cho nên quý vị đến thủ đô Washington và bà, bà cô không nhờ bà cô thì chúng tôi cũng không biết. Bà cô nói cháu đến Washington mà không ghé thăm nhà của ông Washington thì quá là vô lý. Cho nên đến Washington phải ghé nhà của ông Washington. Lần đầu tiên, chúng tôi đến đây 4 năm lần rồi, lần đầu tiên mới ghé. Bởi vì nhờ có xe và lái đi đó mới mới thăm được. Rồi sau đó à, trực chỉ New York. Sau Washington thì bắt đầu mình lái xe thì lái xe từ 9 giờ sáng cái thủ đô cái thủ phủ đầu tiên chúng tôi ghé là Baltimore tiểu bang Maryland cho nên cái con đường này đi đó chỉ có mất khoảng chưa tới một ngày nhưng mà quý vị được đi qua tới 5, 6 tiểu bang à, và đó là lý do tại sao nó quý vị nên lái xe đi từ DC tới New York hay như thế à, DC thì quý vị ở tiểu bang Virginia coi như quý vị thăm được một tiểu bang rồi sau đó tới maryland thì tới maryland đó, một trong những cái địa điểm đó là thành phố nó nằm bên cái các con đường sông cho nên quý vị có thì giờ đó thì dừng xe lại ra thăm cảng baltimore và đến đây chúng tôi không ngờ đó là vào buổi trưa trên bắt đầu đói bụng à, thì đói bụng làm gì lúc đó quý vị mới thấy được đó đi xa quận cam rồi thì cái món gì quý vị thèm nhất quý vị nói đúng rồi đó phở <laughs> ai nói phở thì cũng đúng hết cả phở bún nhưng mà nó nhìn chung phở với mì bởi vì sao quý vị đi đó quý vị người nó khô khô nước với nó khác với phong thủy đó cho nên người nó khô trong đoàn của chúng tôi nói tới phở một cái là cả đoàn ơ dễ 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 không thể tưởng được bấm tìm đại phở bắc chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo tiếp tục gửi đến quý vị tin tức này